Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Seal Headset. Và ở tập trước thì mình có chế tạo được một cái đôi ủng bằng slime nè. Nó có thể giúp mình nhảy tưng tưng như vậy và không nhận sát thương mỗi khi rơi xuống á. Rất là tiện trong việc đi khám phá. Và trong ngày hôm nay thì chắc mình sẽ thay đổi áo giáp một tí, tại vì mình có nhặt được một cái áo giáp màu tím trông khá là mạnh này, nên hôm nay mình sẽ mặc thử nha. Và kết hợp với cái nón xích nè, cũng như là cái quần bằng sắt. Rồi cất cái áo giáp sắt này vô trong đi. Và hiện tại thì mình chưa có thức ăn chín á, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ nấu một vài món trước khi bắt đầu chuyến khám phá ngày hôm nay nhá. Món đầu tiên đó chính là chần cừu nướng nè, tại vì mình có thịt được một vài em cua ngoài biển. Kế tiếp là món bò bít tết, rồi thịt heo xông khói, và cuối cùng là khoai tây bỏ lò. Trong thời gian chờ đợi mấy cái món ăn này chín á, thì mình sẽ chuẩn bị đồ để mình đi khám phá tiếp nhá. Và trong ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đi tìm thật là nhiều kim cương về để có thể chế tạo được một set đồ kim cương luôn nha các bạn. Xem nào, trong kho của mình hiện tại thì vũ khí thì mình chỉ mới có cây kiếm sắt là có sức tấn công 6, cây battle axe thì được 10 nè, cây hammer cũng được 10 nữa, mà không biết cây này có đập được không ta. Ui, ô cây ui cây hammer này đào được luôn nè, xịn nhở. Ui, được được nha, mình có thể mang cây hammer này để đi khám phá nè, cũng có thể làm vũ khí luôn. Vậy chắc mình sẽ bỏ cây kiếm sắt này ở nhà nè, mang theo hai món này thôi. Mà nói gì nói chắc cũng phải mang quá các bạn ơi, chứ cây này nó đánh chậm dữ lắm luôn á. Ok, chắc mình sẽ mang theo hai món luôn đi. Rồi, và để coi coi thịt cua chín chưa nào. Tại vì thịt cua nướng á, thì họ cho mình rất là nhiều thức ăn và no cực kỳ lâu luôn. Ủa, bò bít tết, sao nấu chậm vậy? Bắt mình phải lấy ra từng miếng hả? Ui, chắc là bắt mình lấy ra từng miếng rồi. Đúng rồi, cái lò nung giờ ngộ ghê luôn á, không cho nấu nhiều hơn một rồi. Kệ, giờ thì mình đã có một ít thức ăn, chắc mình sẽ mang theo thêm một ít bánh mì nè, và một ít cái dưa hấu đi, để mình ăn dằn bụng trong cái chuyến đi mai. Và trong ba lô của mình thì có sẵn xô nước nè, một ít than, gậy và đuốc. Rồi mình sẽ mang theo mớ này và một ít gỗ nữa, tại vì đi đâu thì đi thì cũng phải mang theo gỗ phòng hờ đó. Rồi, và mình dự định sẽ trở lại cái khu vực bên này nè, tại vì hôm trước mình có phát hiện một cái ngôi nhà rất giống cái tòa tháp của bà phù thủy. Và trong thời gian với hai tập á, mình có rảnh tay và xây được một phần của cái ngôi nhà của mình. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng hoàn thành nó càng sớm càng tốt nhá. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ tiến lại gần cái tòa tháp này và thử đi xuống phía dưới xem như thế nào. Mình nghĩ ở phía dưới chắc phải có một cái công trình gì đó, tại vì mình nghe tiếng con zombie nó kêu ở phía dưới mà. Đó, bên trong nó có mạng nhện luôn kìa. Cái nhà này thiết kế khó hiểu ghê luôn á, mình không biết đường nào đường vô luôn á. Thôi không có đường vô, thôi mình đập ra luôn cho nó nhanh. Ui, chưa hết nghe tiếng con zombie rồi. Căng thẳng vậy. Ê, ui, ui, có cái spawner. Trong này có cái gì nữa nè. Ủa, cái này có đồ à. Cái barrel. Cái này là cái barrel các bạn ơi. Và mình có thể đập ra nè. Được cái gì nào, coi coi có được mắt nhện. Đa số là những thứ để chế tạo thuốc á, tạm thời cắt hết vô cũng được. Khi nào cần thì mình sẽ trở lại để chế thuốc sau nhá. Và chắc chắn đây là nhà của bà phù thủy rồi, chứ không có nhà bình thường nào mà chứa mấy cái thứ này hết trơn á. Để xuống phía dưới xem như thế nào cái đã. Ui, quái đâu. Ủa sao đường nó rảo trơn rồi. Cái này cái gì đây? Cái bẫy gì đó. Nhưng mà để mình đào qua đây coi. Ủa, bị rào rồi mà. Ủa vậy tiếng quái đó ở đâu ta? Nghe cực kỳ gần luôn. Hay là ở phía dưới này, để mình bật bản đồ nhỏ lên nè. Ở cave. Tiếng quái vẫn còn. Chưa, để mình thám hiểm lên trên một lần nữa coi. Ui, đâu ra vậy? Ây da, ây da. Ui, đâu ra vậy? Ui, zombie pigman đừng có đụng vô nha các bạn. Zombie. Đi ra chỗ khác. Ui. Ui, đâu mà nó tràn ra ghê vậy? Ui, nó dí mình kìa.
bị zombie đuổi ngay ban ngày luôn. Bình tĩnh. Ê, dám cái tên này hung hăng ngay luôn á, giữa ban ngày ban mặt mà dám dí mình. Ra ngoài này cái bị mặt trời đốt quá trời rồi kìa. Mình sẽ lợi dụng lúc này để tấn công mà nhặt được đồ nha. Rồi, nhặt được thịt zombie cũng như là cái food bag cho thức ăn hả? Wow, nguyên cái bánh kem luôn. Ui, còn có quái vật lang thang nữa. Mấy cái tên này ở vùng Bắc Cực mà, lạc trôi đâu đây vậy? Tự nhiên có mấy con zombie lang thang. Ủa, con skeleton lang thang nữa chứ. Rồi, trở lại nè. Ui, có vẻ cái chỗ này nguy hiểm hơn mình nghĩ các bạn ơi. Để mình trèo phát lên trên coi. Có lúc trèo được, có lúc không cho trèo. Ủa gì đường nào đừng đi lên trên hồi nãy ta? À đây, đường bên này mới đúng. Vì là nãy mình đi sai hướng rồi. Giấu cái cầu thang kỹ ghê luôn ấy. Ấy, lại nữa rồi. Nè, mình sẽ lợi dụng cái cầu thang này để tiêu diệt mấy tên zombie. Tại vì bọn chúng mất rất là nhiều thời gian để có thể trèo xuống phía dưới đó các bạn ơi. Rồi rồi, đập cái bẫy này ra. Không thôi mình đập chúng một phát là chết nữa. Đập ra một cái. Zombie baby hả? Cầm khiên nè. Rồi. Ui chết rồi. Ôi xong. Mình vừa chọc giận loài mớp có tính đồng đội nhất trong Minecraft đó các bạn ơi. Mấy con zombie big man. Trời ơi chết mình rồi. Chắc mình không dám xuống cái Nether luôn quá. Xuống dưới là thế nào? Anh em của con zombie big man hồi nãy cũng dí quýnh mình đó. Lấy cái kinh này về nè. Rồi tạm thời thì ổn rồi. Ý, sao cứ rớt xuống dưới vậy? Có lúc cho mình trèo xuống nhanh, có lúc không cho trèo. Mà mình thắc mắc là ở dưới này chỉ có vậy thôi hả? Ở dưới này chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Thôi nếu có vậy thì thôi, chắc mình sẽ đi ra ngoài và tìm một cái hang đi. Cái này thì mình sẽ trả lại cho người ta. Ôi chết rồi, mình lỡ đập rồi. Thôi kệ, để đó cũng được. Và sẵn tiện đây thì chắc mình sẽ đi khám phá một đoạn nữa về hướng bên này nè. Tại vì mình chưa có chuyến khám phá nào về hướng bên này hết trơn đó. Và với cái đôi ủng slam thì các bạn coi này. Mình di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Và không sợ bị mất máu khi rơi nữa chứ. Nhưng mà di chuyển nhanh này cũng có một cái bất lợi, đó chính là mình sẽ khó tìm mấy cái bông hoa hexico hơn á. Hôm trước mình còn bỏ lỡ một vài bông bên kia kìa. Để một xíu về nhớ thì mình sẽ trở lại để lấy nha. Rồi và cạnh đây thì... Ui cái gì mà cao vậy? À tòa tháp. Hai cái tòa tháp luôn. Ở đây như có một cái hang nè. Ồ đúng rồi, cái này có cái hang. Ây da, để mình xuống đây mình lấy sắt trước cái đã. Sẵn tiện đó đào xuống sâu sâu phía dưới để tìm thêm kim cương luôn. Đường này thì không cần đi đâu, đi xuống hướng này nè. Rồi coi nào. Hơi nguy hiểm nha. Giờ mình có đôi ủng này nên mình nhảy xuống thoải mái à, khỏi sợ mất máu. Và hướng này là có sắt nữa. Sắt thì chắc mình sẽ lấy lúc đầu đi, một tí nữa mà nhiều sắt quá thì mình sẽ không lấy nữa và tập trung vào việc tìm kim cương. Rồi. Ui cái hang này to vậy ta, có sắt nữa nè. Lấy về luôn. Ở nhà mình á, nó cũng gần hết sắt rồi nên bây giờ tranh thủ lấy về. Đợi khi nào mà mình có kim cương á thì mình sẽ nâng cấp hẳn tất cả các dụng cụ sang đồ kim cương cho nó xịn. Và đằng kia có... Bò đâu dưới đây vậy? Ui, bò đi lạc các bạn ơi. Mà có hiệu ứng kìa. Creeper, ui. Khoan, bình tĩnh. Ủa đây làm gì có? Ui chết rồi, hình như bò quấn mình. Ôi bò ác à. Nổ chết bò đi. Đúng rồi. Ừ đúng rồi. Ui con bò gì đó chết vậy. Ủa bò, bò lạ vậy ta. Bò đó chết luôn á. Ui đây hình như là một cái hang động bỏ hoang hay sao á. Quá trời mạng nhện nè. Rồi chắc mình sẽ đi về hướng bên này đi. Ui hơi nguy hiểm. Rồi ở đây có sắt nè. Và cái cây hammer đâu? Đây lấy cây này đào thử coi. Tốc độ đào nó cũng ngang cái cây cúp sắt của mình à. Tưởng đâu nhanh hơn xíu chứ. Ui có quẳng gì kìa. Ui đây có cái cửa nữa. Ui bác chân làng. Ui gặp bác chân làng thợ mỏ đâu dưới này nè. Ui hên thiệt nha. Đi xuống đây mà cũng gặp được bác chân làng nữa. Và ôi cây cúp này không được. Cấp độ của cúp là phải đào được hắc nhiệm thạch thì mới đào được cái này cơ. Vậy là mình phải tìm kim cương rồi đó.
Và có lẽ đây là một loại quặng rất là cần thiết trong thời gian sắp tới, nên mình sẽ tập trung vào việc tìm kim cương để có thể đào được cái loại quặng đó nha. Đây có silver nè, có amethyst luôn, mình sẽ đào về để có gì còn sử dụng trong việc chế tạo nữa. Đây nữa nè. Và hiện tại thì mình đã tới tầng thứ 11 rồi. Có thể mình có thể gặp được kim cương ở dưới này nè, nên cần phải kiểm tra kỹ hơn. Bên kia có quặng silver. Cái quặng silver nhìn sơ qua khá là giống quặng kim cương á, nhưng mà có điều nó nhạt hơn một tí. Để mình đổ nước ra để có thể băng qua cái hồ lava này nhá. Ui, kim cương kìa. Ủa, mình gặp được kim cương rồi. Wow, viên kim cương đầu tiên mình gặp được dưới hang luôn. Được á nha, nhưng mà hình như nó chỉ có một hay sao á. Để mình đào hết cái chỗ này rồi mình qua bên kia mình kiểm tra nha. Nếu ba thì sẽ tốt hơn để mình còn làm được một cây cúp kim cương nữa. Ui, với cái đà này chắc là một rồi. Thôi kệ, ê mà khoan 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 khoan, kiểm tra trước. Ủa, một thiệt hả? Ấy, hai. Hai lận, không phải một đâu. Ừ, được được được. Rồi mình sẽ đổ nước cạnh bên nè để tránh trường hợp nó rơi vô lava á. Rồi đào ra một cái. Hai viên. Có viên thứ ba không? Làm ơn. Một viên nữa thôi cũng được nữa. Rồi luôn. Cho đúng hai viên luôn chứ. Thôi kệ, dù sao cũng có kim cương mang về là vui rồi. Mình còn nhặt được một viên ở cái công trình nào đó mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà ở nhà mình còn một viên nữa. Với hai viên này là mình có thể làm được một cây cúp kim cương rồi. Ừ hết ta. Được được được, nhưng mà để mình đi một vòng ở đây coi coi còn đủ may mắn để gặp thêm kim cương không nhá. Đỡ phải đi về á. Bên đây thì cùng đường mất tiêu rồi. Ok, chắc tạm thời mình sẽ đặt ở đây một cái điểm nè. Chấm hỏi đi, à không, dấu chấm đi. Rồi sau đó mình sẽ sell lại và về nhà để lấy kim cương và grab một cây cúp kim cương thôi nào. Rồi ngủ một cái nha. Sáng thức dậy thì mình sẽ chế tạo luôn một cây cúp kim cương, rồi trở lại đó để đào cái quặng hơi cam cam hồi nãy. Mình nghĩ quặng đó sẽ rất là cần thiết cho coi. Kim cương mình để phía dưới này nè. Và cái lò nung của mình chắc sắp tới mình phải fix lại quá. Nó nấu được một miếng là nó bắt buộc mình phải lấy ra hà. Cái lò nung bây giờ hơi dởm nha. Rồi không chần chờ gì nữa, làm luôn cây cúp kim cương cho nóng nào. Ô, amethyst thì làm không được. Tưởng đâu làm được, mình làm luôn á. Rồi giờ thì đã có được cây cúp kim cương. Chắc mình sẽ cắt bớt mấy khối linh tinh vô đây. Thịt zombie cắt phía dưới nè. Rồi nấm cũng vậy luôn. Khoáng sản cho ở rừng này. Để mình còn trở lại kia và mang thật là nhiều đồ mới về nữa chứ. Cái bẫy ha, để vô luôn. Rồi, trở lại cái hang hồi nãy rồi nào. Mình đã trở lại rồi cho nên chắc mình sẽ remove cái điểm đó để tránh trường hợp mình dịch chuyển nhầm nha. Rồi, đã tới nơi và bây giờ mình sẽ thử đào cái quặng này ra coi. Đó, giờ đào được rồi nè. Coi nào. Ui, đào hơi lâu á. Lava crystal. Ui, đây là một loại quặng cực kỳ tốt luôn. Mình có thể sử dụng nó để chế tạo rất là nhiều thứ trong thời gian sắp tới. Ủa, ở dưới này còn cái gì nữa nè. Ủa, thạch anh hả? Bây giờ thạch anh mình có thể đào ở trong hang luôn, không cần phải đi xuống nether luôn á. Tốt vậy ta. Được được, khỏi phải xuống nether mà có thạch anh để dùng là quá tuyệt vời rồi. Mình sẽ tranh thủ đào thật là nhiều thạch anh về để còn xài trong thời gian kế tiếp nữa. Và đuốc thì chắc mình phải làm thêm thôi. Đây, làm thêm một ít cây đuốc nào. Được 36 cây nè. Và đào tiếp mấy cái quặng lava crystal này về. Ui da, mặc dù nó hơi cứng nhưng mà mình sẽ cố gắng đào để mình có thể mang về thật là nhiều á, càng nhiều càng tốt luôn. Nè, nữa nè. Nhưng mà kim cương thì nãy giờ chỉ mới gặp có một chỗ thôi à. Không biết mình còn đủ may mắn để tìm thêm không ta. Nếu mà mình có đủ may mắn tìm được full bộ giáp kim cương luôn á, thì chắc mình sẽ trả thù cái tòa tháp hôm bữa trong ngày hôm nay luôn. Còn nếu không đủ thì mình sẽ cố gắng đợi khi nào đủ á là quay trở lại để trả thù liền. Rồi sau khi đào nãy giờ thì mình đã được 7 cái lava crystal rồi. Chắc bây giờ mình sẽ tìm một cái đường khác để đi khám phá thôi. Rồi khi nào rảnh thì sẽ trở lại để khám phá tiếp cái hang này. Hướng này xong rồi nè. Bên kia vẫn còn đường kìa, để mình đi tiếp qua hướng bên đây coi. Ui. Cây mình 10 đam hả? Ngon, xuống đây. Xuống đây này. Con zombie kia chết nhát không dám xuống mình gì trơn. Xuống đây, xuống đây. Xuống đây, xuống đây. Mình lấy cây hammer này mình đập nó luôn. Rồi, ấy da. Lấy cây đuốc lại. Lại đây, lại đây. Không. Ui. Ấy.
Ui, suýt nữa thì mình rớt xuống lava mất tiêu rồi. Mên ghê á. Ấy. Ủa sao cái này đào đá cội ra cái fling đó. Ô, giờ mình mới để ý luôn. Cái này trèo lên được không ta? Không biết nó có cho bám luôn nữa. À. Ôi, cái dây leo này nó bị khô héo hay sao rồi, mình không có bám vô được. Muốn quýnh có con zombie này thôi cũng không xong nữa. Cái hang này to thiệt. Thôi để mình đào đường này nè, trèo lên cho nó chắc cú chứ trèo cây cơ nhảy xuống lava là chết liền. Ấy. Nó quán đổi vị trí với mình rồi. Đập con nhện này nè. Hai hit là ngẫm nha. Rồi lên đây thì mình gặp cái bông hoa vàng. Cho không cho mình gì hết hả? Đi ra con nhện này. À có vàng đây nè. Rồi tranh thủ đào vàng, cắm đuốc lên đi. Rồi mình sẽ đến tranh thủ lấy hết số vàng này rồi tiếp tục khám phá cái hang nha. Mình nghĩ cái hang này sẽ còn nhiều chỗ có kim cương hơn đó, nhưng mà mình cần phải tìm kỹ càng hơn. Ui đây là một cái ravine nè. Nhảy qua luôn. Piu. Ấy. Ui nó từng phát lên trên luôn. Được á nha. Rồi thử nhảy lên đây coi có đủ không. Ấy. À nhảy thấp quá. Chồng mình lóc lên nè. Ni. Cái quặng này đào ra cái nitre và dùng để làm gì đây? À chế tạo thuốc súng. Ui dưới này có nữa nè. Phải tranh thủ đào mới được. Gặp lại đào liền các bạn ơi. Rồi để coi được bao nhiêu rồi. Đào này là tổng cộng mình có được 8 rồi nè. Wow, vậy là trong mấy cái hang này xét sức gặp mấy cái quặng lava crystal nó cũng không có quá thấp đâu. Mình có thể dễ dàng tìm nó ở dưới mấy cái hang sâu như vậy đó. Thế nên mình sẽ dành riêng một cái tập nào đó để mình tìm mấy cái quặng này nhá. Còn giờ thì tập trung vào việc tìm kim cương thôi. Hướng này hơi nguy hiểm nên thôi mình sẽ đổi hướng liền. Đi mà gặp creeper chặn đầu là ha, té liền các bạn ơi. Và hướng bên này thì sao dưới này có hoa ta, mình thắc mắc ở dưới đây hang mà sao lại có hoa dưới này được. Zombie có là đúng rồi nè, nhưng mà hoa thì hơi vô lý nha. Nhện nè, búa mình to vậy đập không chết mới lạ đó. Ui à, đây là cái đường cũ phải không ta, có heo nữa nè. Động vật xuất hiện dưới đây nhiều lắm luôn ấy. Ui đây là con heo màu đỏ. À con heo có chứa con quỷ ở bên trong á các bạn ơi. Thảo nào mình thấy cứ đâm lại mình để tìm cách tiêu diệt mình thôi à. Thì ra là vậy, hiểu rồi. Creeper nè. Rồi có còn cái gì dưới này có thể lấy được không? Có vàng lấy được nè. Mình sẽ lấy vàng cái đi. Wow, hơi bị nhiều luôn đó. Lấy tiếp ở đây. Ở đây và ở phía dưới này nữa. Xong, sau đó mình sẽ đi lên trên và đi về hướng bên đây. Ôi một cái dòng sông lava hay sao nè. Gặp mấy dòng sông lava đó thì mình nên ghé qua đó. Tại vì ui cái này cái cái phiến đá mình tưởng cái gì không à, giật hết cả mình. Rồi đi tiếp thôi. Nhưng mà cái này thì nó đập cái tơ nhện không có nhanh. Ây nữa rồi. Cái hang này kiểu như có con nhện chúa hay sao rồi. Gì đâu mà tơ văng tùm lum tùm la ha. Ủa à, mình chạm vô cái bông hoa lơ lửng. Thảo nào bày tiếp lên cái nóc hang luôn chứ. Thôi đi qua hướng khác thôi, hướng này hết đường rồi. Rồi ăn miếng bánh cuối cùng nè. Lượm thêm ít sắt ở đây nữa. Rồi sau đó mình tìm một cái đường khác thôi. Có vẻ đường này đã xong rồi đó. Và mình nghĩ là mình nên xuống cái ravine có lava này. Đổ nước ra nè cho nó an toàn. Rồi đi xuống rồi nào. Ui dưới này có một cái lava ọt nữa nè. Có redstone. Còn gì nữa không? Thôi tập trung vào việc lấy lava ọt trước đi. Ổng có kim cương đào cái này cũng đỡ. Nhưng mà mình tiếc một điều là nó không có cho mình kinh nghiệm ta. Quặng thì tốt đó, nhưng mà không có cho người ta kinh nghiệm gì trơn. Rồi mở ra một cái, lấy thêm silver về nè. Ấy. Ủa sao không lấy được. Bước cái này ra, bước ra. Có thêm cái thạch anh ở đây nữa nên mình sẽ lấy luôn. Phải nhìn kỹ nhé, lỡ có con zombie nào nó rình mình á là mình bị nó quánh lén cho coi. Và nguy hiểm hơn nếu mình gặp con creeper nó nổ lén khi mà chưa full giáp như vậy á là trắng tay đó. Tại vì ở đây gần lava mà nhiều khi mình lại mất hết đồ dưới lava cho coi. Rồi lấy sắt ở đây và đi tiếp cái ravine này thôi nào. Ôi, mình không biết mình có nên lấy tiếp không ta. Gặp cái này bỏ qua thì mình thấy tiếc lắm luôn ý. Nhìn cái màu là đã muốn đào rồi.
Rồi, ok được 10 cái rồi nè. Rồi cố gắng không đào thêm nữa nha, dành riêng một tập để tìm mấy cái quặng lava crystal. Và hướng bên này coi nào. Không có kim cương luôn, tầng 11 đẹp như vậy nè mà không có kim cương nào hết. Tiếc vậy ta. Ui đằng kia nó còn có một cái spawner của con gì nữa. Chưa chưa chưa, để mình lại mình khám phá coi. Ui. Ui, nó spawn ra quái tổng hợp. Ây da, một cái lồng spawn mà spawn ra đủ thứ quái luôn. Ây. Ăn vô một cái, ăn vô một cái. Ui, đập 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 đập. Ui, spawner gì ác vậy? Zombie, nhện, phù thủy, hên là không có Reaper đó. Phù hỉ nè. Bị khuất tầm nhìn nên mình có thể dễ dàng tiêu diệt mấy mụ ta. Phù hỉ nè, cho ăn. Cho biết thế nào là lễ độ khi mà dám quýnh mình hả? Con zombie đâu? Đứng ở đây hả? Đứng ở đây nè. Rồi rồi. Một tên cuối cùng. Đi luôn. Và hướng bên này thì còn thêm mấy cái lava crystal nữa kìa. Mình không muốn bỏ mấy cái đó đâu. Nhìn muốn đào ghê luôn á. Coi nào ở đây còn. À đằng kia còn một cái lướt bát nữa kìa. Cái màu xanh đó có vẻ không tốt nhưng mà cứ nhặt đi về nhà, lỡ đâu mình hên hên mình ra đồ tốt thì sao. Lượm vô. Và đặt ba lô xuống nè. Cho mấy cái đồ mà mình nhặt được vô bên trong trước, để một hồi mất thì ổn lắm. Cất túi và cất cái này vào. Rồi đi tiếp thôi nào. Hướng bên này có vẻ vẫn còn cái để mình có thể khám phá. Mình đi đến khi nào cùng đường đi thôi hả. Ở đây có thì mình sẽ tranh thủ đào đi. Nhìn cái này, quả thật là cái này nhìn là muốn đào thiệt luôn á. Nó mặc... Ui. Ui sao này hên vậy, ra hai cái luôn nè. Nãy giờ đào toàn là một cái quặng ở một chỗ thôi. Đằng này có hai quặng kế bên luôn. Rồi. Và hướng bên này thì sao? Ui hướng này dẫn tới cái hồ lava phía dưới. Tranh thủ lấy ít sắt về luôn coi. Coi coi đổ nước ra nè, để phía dưới coi có gì không nào. Mấy cái chỗ có địa hình hồ lava đẹp như vậy mà không có cái viên kim cương nào luôn ta. Thường thường tìm kim cương á thì tốt nhất chúng ta nên vào những cái chỗ mà có lava nhiều nhiều á, nó sẽ dễ gặp kim cương hơn. Nó spawn ở mép cái hồ á. Mà cái hang này thì lại không cho mình một viên kim cương nào hết luôn. Hơi đáng tiếc một xíu nhưng mà phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Rồi lấy hết số vàng này và đi lên trên này coi coi còn cái gì đặc biệt không. Biết đâu mình lại gặp được một cái dungeon nào đó thì sao. Cái này có cỏ nè. Có mấy bông hoa đó. Và mình nhớ không lầm đây là bông hoa gây hiệu ứng đập Wither nè. Nên không nên đụng vào đâu. Còn mấy cái cỏ này sẽ gây hiệu ứng làm chậm. Ồ vậy là cái hang này mình khám phá gần hết rồi. Đặt bản đồ lên coi nào. Ồ đúng rồi, cái hang này mình khám phá gần hết rồi. Chắc bây giờ mình sẽ đi loanh quanh đây để khai thác thêm một ít cái sắt á. Rồi sau đó mình sẽ tìm một cái hang nào tốt hơn để mình có thể tìm kim cương nha các bạn. Ây. Ui đi được một đoạn thì mình gặp được một con zombie dân làng hơi bị mạnh luôn. Ui quýnh một phát mà nổ tùm lum hết trơn á. Mà cho được cái quần xích khá là ổn. Bảo vệ con vật được bắn 4 luôn nè. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm cái hang kế tiếp nha. Đào được một đoạn á thì mình nhìn trên bản đồ nhỏ thì mình phát hiện có một cái gì đó khá là đặc biệt. Và nó nằm ở dưới lòng đất nữa. Để bây giờ mình sẽ đào thẳng về phía trước xem đó là cái gì nhá. Sẵn đấy thì mình tìm luôn thêm kim cương thôi. Chứ nãy giờ đào mà vẫn chưa có viên kim cương nào hết trơn á. Rồi gần tới rồi nè. Ui có amethyst. Ui tự nhiên nó có cái lava crystal ọt ở đây nè. Ủa không phải hả? Cứ tưởng là cái khu vực đó là chứa đầy cái lava crystal ọt chứ. Hình như cái đó ở trên đầu mình hay sao rồi. Mình nghe tiếng lửa cháy, hình như đó là một cái gì đó phát có thể đốt cháy hay sao á. Nghe tiếng lửa cháy luôn. Rồi tìm cách đi lên trên thôi. Ôi có sắt nè. Ây, không được bỏ, không được bỏ. Mấy chỗ sắt xa xa như vậy thì nên lấy để cái gì mang về sử dụng. Rồi đào xong rồi, đi tiếp thôi. Mình đào tiến lên trên nhưng mà không gặp luôn. Bây giờ mình sẽ thử đào xuống phía dưới coi nhá. Chứ đào lên cũng được rồi. Rồi hiện tại mình đang ở gần phía dưới nè. Để mình đi tới phía trước. À nó nằm ở dưới này. Trời ơi nãy giờ mình đào tuốt lên trên luôn á. Rồi tranh thủ mình sẽ lấy ít sắt ở đây luôn đi. Mà ở đây làm gì có cái rương ta. Không biết có bẫy không nữa.
Dập lửa trước đi cho an toàn, lỡ có bẫy gì đó thì chết mình nữa. Dập lửa, dập lửa. Rồi. Trời ơi, cho mấy cục than quyển sách với các vòi vàng thôi à, mà làm căng ghê không. Và ở đây nó tiếp đi với tầng 11 luôn nè. Có thêm cái quặng lava crystal để tranh thủ mình sẽ lấy cái quặng này về luôn nha. Rồi sau đó mình sẽ đào thêm một đoạn nữa. Tại vì nhìn trên bản đồ nhỏ, mình đã phát hiện có một cái khu vực hang nào đó khá là to gần mình rồi nè. Để bây giờ mình sẽ đến đó và khám phá thử nha các bạn. Và cuối cùng thì mình cũng đã đào tới cái hang này rồi nè. Ở đây có một ít cái lava crystal ọt để mình tranh thủ mình lấy luôn nha. Thầy lấy thêm một cái. Ui, ba luôn hả? Ui, lần này cho ba cái ngày một bốn luôn. Wow, bốn quặng ngày một chỗ hả? Hơi bị hiếm luôn á. Tại vì cái quặng này nó... Ui, năm luôn. Ra sáu là hơi bị bất ngờ nè. À thôi, hết rồi. Có năm thôi. Kệ, dù sao năm cái ngay một chỗ là cực kỳ tốt rồi. Và mình sẽ đổ cái xô nước ra. Ấy gì, chưa. Nhanh một bước nữa thôi là bị cháy rồi. Ủa, cái này chỉ có vậy thôi hả? Ui, làm người ta đi một đường xa tít lại đằng này. Rốt cuộc không có viên kim cương nào luôn á. Rồi, đi lên trên ngược lại một tí để coi có gì ở phía trước không. Ui, mình đi một hồi gần tới cái làng bóng tối hôm bữa rồi nè. Cái làng bóng tối gần trước. Ui, nó gần 1000m thôi à. Ôi, vậy là mình nhìn nhầm rồi. Và cái hang này, ủa kỳ vậy. Ủa, nhìn quen vậy ta. À, chết rồi. Cái hang này mình đi rồi. Đi một hồi trở lại vị trí cũ chứ mình đi được một vòng luôn rồi đó. Thôi xong mình mất. Ok, chắc bây giờ mình sẽ lấy hết số sắt này rồi trở lên mặt đất á, và tìm một cái hang khác để đi đào tiếp nha các bạn. Mình có trở về nhà để cất đồ một tí rồi. Và bây giờ mình sẽ trở lại cái hang. Ui. Ở đây có một con demon trong cái bé heo nè. Và bây giờ mình sẽ đến một cái hang gần nhà mình nhất nha. Đây có đuốc nè, mình sẽ cắm lên để cho dễ dàng quan sát. Không biết cái hang này có dẫn sâu xuống dưới không nữa. Rồi, đi xuống một đoạn nữa coi. Ui, nhìn hơi căng thẳng đó. Ấy. Rồi, ok. Phải ngồi xuống để cho nó đừng có tưng tưng các bạn ơi. Ui, nhưng mà nhìn cái này quen quen. Ui, một cái túi epic kìa. Wow, xịn. Cái này đi chưa ta? Làm liều nhảy xuống dưới luôn nè. Piu. Tẩm. Wow. Ui, chết rồi. Ui. Chưa. Ăn vô cho nó no bụng trước cái đã. Ui, suýt nữa thì quá nhanh có nguy hiểm các bạn ơi. Nhảy tít xuống cái spawner luôn chứ. Ăn cái chân cua nướng cho nó hồi nhiều cái thanh thức ăn xíu nè. Rồi sau đó trở lại đây và múc cái xô nước lại thôi. Có bầu bộ thể được cường hóa nữa chứ. Sớm bái tàn hình. Ui, sốc thuốc hay sao mà trội đồng minh vậy. Ui, hai bà kia xuống lava tắm luôn kìa. Ấy, bình tĩnh nào. Ui, hai bụi ta rảnh vậy, xuống lava tắm kìa. Bà này thì trội. Mấy bà bù hỉ khó hiểu ghê luôn á. Kệ cho mấy. Ui, mất quá. Mất máu bao nhiêu thì cứ uống thuốc hồi máu bấy nhiêu. Vậy là mấy bà bù hỉ này không bao giờ bị chết cháy đâu các bạn ơi. Kìa mấy bà, coi mấy bà hồi máu kìa. Wow, hồi nhanh thiệt sự luôn. Trận chiến với hai bà này không biết khi nào mới kết thúc nữa. Khi chị em nổi giận là đây. Thôi kệ, để hai chị em họ tự xử đi. Mình sẽ bơ và đi qua chỗ khác. Rồi, coi hướng này coi có cái gì không. Ở đây là tầng thứ 11 luôn nè. Mình nhảy một phát xuống tít dưới này luôn chứ. Không thể nào tin được luôn đó. Rồi, qua đây một tí. Mà nhìn trên bản đồ thì nó đã mở hết trơn rồi. Hình như mình đi hướng này rồi hay sao đó. Ồ, chắc là mình đi hướng này rồi. Nhưng mà cái khu vực này thì mình mới đi thôi nè. Hướng bên này nè. Sống chưa. Ui.
bà này chở bà kia, bà kia chở bà này, rốt cuộc không bà nào chết hết. Ui, đổ xuống lava luôn. Wow, dư thuốc ghê á ta. Nếu mình thử đứng đây coi hướng độc coi. Ấy, ui độc độc bà phù thủy kia là độc hạng nặng đó, có giáp mà mắt cũng nhiều máu ghê. Chắc tạm thời mình sẽ đi lên và cho hai bà này tiếp tục đánh nhau đi, chứ mình đâu có can được đâu. Mình can nhiều khi mình lại chịu trận thay đó. Thôi tạm thời chắc mình sẽ tạm dừng cái chuyến đi mai tại đây thôi, chứ đi mai nãy giờ mà không có tìm được cái viên kim cương kế tiếp hết trơn à. Và mình sẽ cắt bớt mấy thứ mà mình nhặt được nãy giờ vô trong đây xíu đi. Rồi, cắt từ sân bay rương bên này. Và bây giờ thì mình sẽ làm công việc tiếp theo, đó chính là thuần phục Chocobo. Đây là những em Chocobo xung quanh nhà mình nè. Và mình sẽ tìm mấy em nào có khả năng... À không, có cái đuôi 7 màu á. Tại vì mình thích mấy em Chocobo đuôi 7 màu hơn. Rồi, trước tiên thì mình cần phải hái mấy cái quả này trước cái đã. Nó mọc ở ngoài tự nhiên rất là nhiều luôn á, nên mình có thể thoải mái đi thu hoạch ở ngoài này. Và mình còn có trồng một ít ở ngay cái vườn của mình nữa kìa. Và sau khi có cái quả này á thì mình sẽ lại gần mấy em ấy. Rồi, đó mấy em ấy đang lại kìa, thấy không? Mình sẽ thuần phục em đưa 7 màu thôi nha. Tem thất bại rồi. Thất bại nữa. Rồi ăn hết còn la lên nữa chứ. Thôi thêm quả nữa nè. Quả cuối nha. Quả cuối nè, được rồi. Quả cuối được rồi nè các bạn ơi. Và em Chocobo này á, mình cần phải có yên cưỡi giống như là ngựa vậy đó thì mới cưỡi được. Và công thức để làm cái yên cưỡi của Chocobo là như vậy. Mình cần phải grab cái yên cưỡi của Minecraft trước cái đã. Không biết trong kho mình có cái nào không ta. Hình như trong kho mình không có cái nào hết. Để mình chế tạo một cái nha. Đây, đặt vô bàn crafting. Đặt theo công thức là như vậy. Vậy là mình đã có được một cái yên cưỡi và kết hợp với một cọng lông. Để mình có ở lông của Chocobo nha. Để mình có thể có được cái yên cưỡi của Chocobo. Với cái yên cưỡi này thì mình chỉ có thể cưỡi em ấy thôi. Để bây giờ mình sẽ thử cưỡi em ấy một vòng cho các bạn xem tốc độ của em ấy chạy như thế nào. Đây, cho yên cưỡi vô nè. Đó. Nhìn thích cực luôn kìa. Wow, cùng nhìn mình nữa. Đây, mình sẽ cưỡi một vòng đi thôi. Đó, khi mà rơi xuống sẽ đó, nhảy luôn nha. Có khả năng nhảy cũng tạm ổn đó các bạn ơi. Và tạm thời thì chắc mình sẽ cho em ấy lại gần chỗ mình sống nè, để ở cùng mình ở đây nha. Đừng có đi vô cái bụi mọng ngọt nha, mất máu đó. Để mình ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ tiếp tục nâng cấp cái yên cưỡi đó lên, để cho em Chocobo này thật là tốt cũng như là hữu ích đối với mình nha. Ngoài ra thì cái yên cưỡi này á mình có thể lấy ra nè. Rồi, ý, lấy ra một cái. Và mình sẽ bắt đầu nâng cấp nó lên cấp độ thứ hai, đó chính là kết hợp với cái ba lô ở phía trên luôn. Cần thêm 3 da và một cái cộng lông của em ấy. Đây, mình sẽ đặt lại công thức như vậy. Đó, vậy là có được cái ba lô luôn rồi. Giờ mình sẽ đeo lên nè. Đó, đặt gì cũng được. Đó, bây giờ có cái ba lô nhỏ ở phía sau phần đuôi em ấy rồi nè. Nhỏ xíu luôn. Để mình nhảy lên thì mới có thể thấy nè. Đó, nhảy lên thì các bạn mới thấy rõ hơn cái phần ba lô đó. Và em này thì cho mình bao nhiêu ô đây? Cho được có 3 nè, 6, 9, 12 và 15 ô thôi. Rất là ít đúng không? Và cần phải có cấp độ cuối thì mới có thể mở full ô. Để bây giờ mình xem cái công thức cấp độ cuối coi. Cần 4 chỉ, 2 cái len trắng, 1 cái cộng lông của Chocobo và 1 cái... cái gì cuối ta? Coi. Cái da bò. Vậy thì dễ quá rồi. Chỉ có sẵn nè. Lông của Chocobo mình vứt ở đâu rồi ta? Đây, có lông Chocobo luôn. Còn len cừu thì mình phải đi cắt đó. Cái kéo mình có đây. Rồi, dẫn Chocobo đi xuống cái chỗ mấy em cừu để đi cắt lông thôi nào. Rồi, leo lên. Và để xem được thông tin của em này á thì mình cần phải có một cái quyển sách. Để một xíu về mình sẽ chế tạo cái quyển sách đó luôn. À đây. Cắt lông cừu nè, được 2 rồi đúng không? Cẩn thận cái hồ lava. Nhảy xuống dưới là hai anh em mình đi luôn đó Chocobo ơi. Cắt lông cừu nè, đủ luôn.
Và cuối cùng thì ấn vào công thức thôi. Vậy là Chocobo Shadow Pack đã được chế tạo. Và với cấp độ cuối này thì ta-da, các bạn thấy cái gì trên lưng của em Chocobo này không? Đó chính là cái ba lô đó. Và bây giờ mình sẽ cùng xem nào. Rất là nhiều ô để mình tha hồ mà chứa đồ nè. Được đó nha. Rồi giờ mình sẽ lấy đồ ra lại. Đó, vậy là xong rồi. Và bây giờ chắc mình sẽ đi lên trên đó để xem thông tin của em này nhá. Nhưng mà mình cần phải thu hoạch một cái quả này trước nè. Rồi, được một quả rồi. Mình sẽ sử dụng cái quả này kết hợp với một cái quyển sách để chế tạo ra được một cái quyển sách tìm hiểu về Chocobo nè. Khá là đơn giản luôn đúng không? Và quyển sách thì mình có ở rương phía dưới. Đây, một quyển. Tạo ra thôi nào. Và ngoài ra Chocobo còn có thể nâng cấp được những cái skill khác nhau. Chẳng hạn như là chạy nhanh này, rồi lướt sóng và có thể bay nữa chứ. Rất là tốt luôn. Và em này hình như là Chocobo được 20 máu này. Và năng lượng vẫn còn là 10. Tạm ổn nha. Và trong thời gian sắp tới khi mà đi khám phá, chắc mình sẽ có thể dẫn em này đi theo để có người bầu bạn nha. Nhưng mà mình chưa có cái cọng dây á. Để coi mình còn cái slam không. Đây mình còn 10 cái nè. Để mình thử làm một cái cọng dây bằng slam này coi có được không nha. Nếu được thì chắc mình sẽ dẫn em này đi khám phá trong thời gian sắp tới luôn. Ý được nè. Rồi ok, vậy là mình có thể dẫn em này đi theo. Nhưng mà với điều kiện là mình phải có một cái hàng rào. Tại vì nếu không có hàng rào thì mình không có buộc em ấy vô lại được á. À đây, hàng rào mình có một cái thừa ở đây nè. Lấy hàng rào. Rồi, vậy là sắp tới em này sẽ là người bạn đồng hành trong những chuyến khám phá kế tiếp. Rồi, giờ thì về cái chỗ căn cứ và cùng nhau nghỉ ngơi một xíu trước khi làm công việc tiếp theo nào. Đây, em này mình sẽ cho đứng cạnh cái cục đá mà mình ưa thích. Rồi sau đó buộc lại một cái. Rồi, em này đã đứng ở đây cố định nha. Yên tâm đi, sắp tới thế nào mình cũng dẫn thêm một em Chocobo đuôi 7 màu nữa về để làm bạn gái cho em này. Còn giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ và chuẩn bị cho cái nhiệm vụ kế tiếp nha các bạn. Trong chuyến khám phá vừa rồi á thì mình nhặt được khá là nhiều những cái loot bag nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cui hết cái số loot bag này nha. Cắt bớt những thứ không cần thiết vô trong đi để có thật là nhiều ô trống nè. Rồi trừ một cái chân cua nướng để mình ăn trong lúc mở túi thôi nào. Ở đây mình có thêm một cái legendary loot bag luôn. Quá là xịn luôn các bạn ơi. Mình sẽ mở từ cấp độ thấp đến cao nha. Đây là common loot bag nè. Uncommon trước đi. Rồi, Uncommon rồi tới Ray và cuối cùng là Legendary nha. Rồi, chuẩn bị nè. Ta-da. Ê, ta-da. Wow, cho một cái khiên. Một cái gì đó văn từ cổ mình không đọc được. Một cái trái tim của ai nè. Có công thức chế tạo luôn. Mình có thể sử dụng trong thời gian sắp tới. Và một cây xẻng, đúng cái dụng cụ mình đang thiếu nữa chứ. Quá là may mắn cho cái loot bag đầu tiên. Giờ mình sẽ mở cái loot bag thứ hai nha. Ta-da, cho thêm một cái yên cưỡi nè, mũ sắt, một đĩa nhạc khét. Rồi, và bây giờ tới cấp độ common loot bag. Búp. Chưa hết mình thấy cái đồ xịn rồi đó, có sách enchant nè, coi gì nào. Enhanced, dùng để làm gì ta, vào một cái bình thuốc gì nè. Cái này chắc mình chưa dám dùng đâu, đợi khi nào mất máu hay sao á thì mình sẽ thử dùng nhá. Mình nghĩ đó là thuốc hồi máu. Còn ấy. Ui cạnh chúng mình có cái Hexico mà mình không thấy luôn chứ. Rồi mở cái kế tiếp nè. Cái này thì cho đồ bình thường thôi. Cái nữa. Cho ổ bánh mì, hồi kệ có cạp qua ngày. Rồi giờ thì tới mấy cái món quà nhỏ này trước đi. Cướp. Bánh quy. Ây da, pháo hoa. Đuôi gà, pháo hoa, một cái bánh để ăn trong lúc đào mai, đuôi gà tiếp nè. Vậy là mấy cái hộp quà này chủ yếu cho đồ ăn, ăn cho đỡ đói hà. Thôi kệ. Rồi giờ tới ba cái loot bag mà mình nghĩ là tốt nhất nè. Cái đầu tiên. Các bạn thấy gì chưa? Quần kim cương nè. Một cái gem và ngọc lục bảo. Cái gem này dùng để làm gì ta? Dùng để chế tạo một cái con mắt Ender mà có văn tự cổ. Chế tạo một cái gì đó rất giống cái chùm nho luôn mà không biết ăn được không nữa. Rồi tới cái kế tiếp thôi. Búp. Ui lại là quần kim cương nữa. Cái này thì chưa có. Nhưng mà cái này có lời nguyền biến mất rồi. Cái dòng mình không thích thế nào luôn á. Chết một phát là mất luôn.
Ok, có cũng đỡ hơn không. Và cuối cùng là Legendary. Cho đúng trái táo vàng và một cái gì đó mình không có đọc được nữa chứ. Mà cái này không có ăn được luôn. Chế tạo một cái Stone Tablet. Ui, máy tính máy tính bảng bằng đá nè. Một cái Onta. Ui, cái này liên quan tới phép thuật đó. Ồ, vậy là cũng khá là cần thiết trong thời gian sắp tới rồi. Ồ, được á nha, được á nha. Và tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã đào được kha khá những cái đâu rồi? Đây, lava crystal nè. Và có được một cái cúp kim cương từ số kim cương đào được ở phía dưới kết hợp với số ở nhà. Và mở ra khá là nhiều đồ tốt luôn. Mình sẽ cố gắng sử dụng tất cả những món đồ này trong thời gian sắp tới nhá. Và ngoài ra mình sẽ cố gắng tìm thêm một người bạn thật là thích hợp cho em Chocobo đầu tiên này của mình. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.